Xin kính chào quý thầy cô. Trong bài học ngày hôm nay thì tạm thời chúng ta sẽ không có thực hành mà chúng ta quay trở lại cái vấn đề bản quyền của các cái nguồn học liệu mà các thầy cô sẽ sử dụng để xây dựng khóa học. Tôi quyết định là phải làm một cái video về vấn đề này bởi vì có vẻ như sau khi tôi nói đến vấn đề bản quyền ở trong video trước đối với các video từ YouTube thì có khá nhiều người quan tâm và đương nhiên là khi mà xây dựng các khóa học trực tuyến chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều các cái tài liệu multimedia, các cái nguồn tài nguyên khác thì Internet. Thì tôi không có phải là chuyên gia về luật bản quyền nhưng mà cũng có một thời gian dài các thầy cô biết là tôi làm trainer cho chương trình Intel Teach to the Future và sau đó là chương trình Microsoft Education. Thì người ta cũng có chuẩn bị cho tôi các cái nội dung để nói chuyện với lại các giáo viên về vấn đề luật bản quyền và những gì các thầy các cô được làm. Thì tôi thấy cái chuyên đề này nó rất là hay cho nên là chắc là đến giai đoạn này cũng học thì chúng ta cũng cần phải làm rõ một vài vấn đề để các thầy cô có thể yên tâm biết được là chuyện gì mình được phép làm tiếp và chuyện gì thì mình nên tránh. Thế thì cái file PowerPoint mà tôi đang chiếu trên màn hình tôi sẽ upload lên trên khóa với các thầy các cô chứ tôi cũng không có giải thích các nội dung ở trong file này bởi vì nó cũng tương đối nhiều. Nhưng mà nôm na như thế này các thầy các cô ạ, khi mà tôi đi tôi báo cáo ở các buổi thảo, nhất là cái thời kỳ mà cách đây chừng 10 năm thì rất nhiều người khi mà thấy tôi làm trang web và đưa các cái tài liệu cái này cái kia lên, nên câu hỏi đầu tiên là họ thế nào họ cũng hỏi thế về bản quyền của những cái này là thế nào. Tức là có vẻ như cái tâm lý của tất cả mọi người lúc đấy là cứ cái gì mà lấy từ trên Internet là vi phạm bản quyền, nhưng mà sự thực thì không phải như vậy. Chính vì vậy nên là các trường đại học nước ngoài, các thầy cô nếu sợ như mà tôi để cái từ khóa này, Fair Use of Copyrighted Materials, thì các thầy cô thấy kết quả ra rất nhiều. Ở đây tôi có 12 triệu kết quả, nó cho thấy là đây là một vấn đề mà các trường đại học ở nước ngoài người ta đặt vấn đề tìm hiểu một cách nghiêm túc và có hướng dẫn cho các giáo viên. Thế thì cơ bản như thế này các thầy các cô, luật bản quyền sinh ra là để bảo vệ quyền lợi của tác giả của một cái sản phẩm nào đấy mang lại giá trị cho cộng đồng. Nhưng luật bản quyền nó cũng ở mặt khác nó không có được gây cản trở cho cái việc tạo ra thêm giá trị cho cộng đồng từ những cái sản phẩm mà đã được tạo ra. Đấy, thế thì trong luật bản quyền người ta có một cái điều khoản gọi là fair use. Đấy, thì về cơ bản ấy, fair use nó sẽ có liên quan đến các cái yếu tố sau đây, nói một cách rất là ngắn gọn thôi. Tôi cũng biết các thầy các cô không có thích xem video dài cho nên là tôi phải chọn cái checklist này cho nó thật là ngắn. Thứ nhất đó là cái mục đích sử dụng cái tài liệu là yếu tố quan trọng nhất để xác định xem là các thầy các cô có gọi là sử dụng cái học liệu đấy trong cái điều khoản fair use hay không. Nếu như mà các thầy các cô sử dụng một cái đoạn video có bản quyền nhé, một cái học liệu nào đấy mà có bản quyền nhưng mà cái mục đích của các thầy cô không phải là để kiếm tiền, không phải là các thầy cô bán cho người khác để kiếm lợi nhuận, thì thông thường việc sử dụng đấy người ta xem là fair use. Như vậy đầu tiên này, chúng ta sử dụng các cái học liệu này phục vụ cho mục đích giáo dục. Nên trường chúng ta mặc dù là trường tư thục nhưng mà nó cũng sẽ giống như tất cả các cái trường ở Mỹ người ta hoạt động thôi, đúng không? Tức là đấy, thì cái việc đây chúng ta làm ở đây là cái việc phục vụ cho giáo dục, phục vụ cho giảng dạy, chúng ta không có bán cái đó trực tiếp cho ai cả và chúng ta cũng không có gọi là tìm kiếm lợi nhuận từ cái những cái việc mà sử dụng cái học liệu nào. Thì đấy là cái yếu tố đáng quan tâm thứ nhất. Nếu như bây giờ các thầy các cô mà xây dựng một khóa học nhé, sau đó các thầy các cô đi
bán cái khóa học online này trên cái hệ thống Edumon. Thực ra thì nếu các thầy cô bán với cái lượng nhỏ nhỏ thì chắc cũng không ai để ý, nhưng mà nếu mà các thầy cô bán được cỡ khoảng độ mấy chục nghìn hay 100.000 là cao, thì cái đấy bắt đầu là có vấn đề, là tức là nó là cái khóa học lợi nhuận, và lúc đấy thì các thầy các cô cần phải chú ý kỹ hơn đến cái vấn đề bản quyền. Đấy, còn hiện giờ thì với cái mục đích sử dụng của chúng ta hiện nay là phục vụ cho mục đích giáo dục thì nó thường là nằm trong cái điều khoản fair use. Cái thứ hai nữa đó là cái bản chất của cái nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền, nếu như nó không có nhiều cái hàm lượng sáng tạo, giống như là một cái bức tranh đẹp hay là một cái luận án, mà nó chỉ đơn thuần đó là các cái bảng biểu con số, các cái bản tin, thì thông thường là những cái tài liệu đấy nếu mà có chia sẻ, có sử dụng đó, nó không có làm hại cho cái quyền lợi của cái người sản xuất ra những cái số liệu đó, cho nên người ta cũng tính nó là use. Và cái này thì tôi thấy là đa số các thầy cô đều khá là rõ rồi. Yếu tố thứ ba là cái lượng thời gian hay cái lượng text mà các thầy các cô sử dụng từ một cái sản phẩm có tác quyền, bản quyền. Thì trong cái file PowerPoint tôi để ở trên hệ thống của chúng ta đấy, là người ta có một cái guideline tương đối chi tiết là cỡ khoảng độ bao nhiêu phần trăm thì ok. Và người ta cũng nói là các thầy cô cũng hoàn toàn có thể là vượt lên cái định mức đấy, nhưng mà càng đi xa cái guideline đấy thì các thầy cô càng dần dần xa cái chuyện fair use. Và cái yếu tố thứ tư đó, và cũng quan trọng không kém, là nếu như có một đơn vị hay một cá nhân đó mà muốn kiện các thầy các cô là vi phạm bản quyền thì người ta phải chứng minh được là họ bị thiệt hại đó. Nếu như mà họ không có cái bằng chứng gì đưa ra để cho thấy là họ bị thiệt hại thì họ cũng khó có thể nói là chúng ta vi phạm bản quyền. Tôi lấy ví dụ như bây giờ các thầy các cô viết một quyển sách rất là hay đấy, và bây giờ tôi viết một quyển sách bình luận về cái sách của các thầy các cô, thì đấy là tôi đã làm một cái sản phẩm phái sinh, và cái việc tôi viết một quyển sách bình luận về sách các thầy các cô đã viết nó không có ảnh hưởng đến cái việc bán cái quyển sách của các thầy các cô, mà ngược lại là những cái sách của tôi viết là để đọc cái sách của tôi thì người ta phải mua sách của các thầy các cô chẳng hạn. Trong trường hợp này là cái việc mà tạo ra cái sản phẩm của tôi nó hỗ trợ ngược lại cho tác giả, và những cái sản phẩm phát sinh như vậy thì nó cũng được tính là trong cái điều khoản fair use, không có làm tổn hại đến lợi ích của tác giả. Thế tôi đã tìm hiểu cái vấn đề này tương đối kỹ. Thí dụ như bây giờ các thầy cô làm một cái khóa dạy học tiếng Anh online dựa trên một quyển giáo trình, thí dụ như là bây giờ tôi làm một khóa dạy học tiếng Anh online dựa trên cái bộ index file, trong đấy là tôi sẽ sản xuất 80 cái video tôi giảng cho người học cái cách học các cái bài học trong cái giáo trình index file này, thì cái thứ nhất đấy là đây là cái series phim về giáo dục, nhưng mà nhà xuất bản của cái bộ sách English file mà tôi vừa nói đấy, họ không có mất mát gì khi mà tôi làm cái bộ phim này cả, tại vì khi mà tôi làm bộ phim này là bản thân là tôi marketing cho họ mà, đâu có ai mà xem phim của tôi mà không mua sách mà học được đâu. Muốn học được cái khóa của tôi bắt buộc họ phải mua sách, như vậy là ở một khía cạnh đấy thì là tôi mang lại thêm cái lợi nhuận, cái nguồn thu cho cái người bị xuất bản sách này. Chỉ có trường hợp nào mà tôi không mua sách, tôi upload quyển sách của họ lên thì đúng là ảnh hưởng đến cái doanh thu của họ, và đấy là cái vấn đề. Thế thì tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy là có bốn yếu tố để xem xét, và chính vì bốn yếu tố này đó thì cũng có khá nhiều giáo viên ở các trường người ta cũng mạnh dạn trong cái việc là xây dựng các cái bài dạy e-learning. Thứ nhất là đa số cái công việc chúng ta làm là phục vụ cho mục đích giáo dục, thứ hai đó là cái lượng chúng ta sử dụng nó cũng
ở mức độ nhỏ thì nó cũng không có cái vấn đề nghiêm trọng. Thường thì nó sẽ nằm trong fair use. Và cái thứ ba nữa đó là quan trọng hơn cả là chúng ta không có làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi của cái người nắm giữ cái bản quyền của tác phẩm. Thế thì tôi sẽ upload cái checklist này cùng với lại cái file PowerPoint về fair use. Trong này thì nó cũng có khá nhiều thông tin chi tiết đấy, các thầy cô có thể mở ra xem. Tôi ngại làm phim dài cho nên tôi không có mà dùng cái file PowerPoint này để tôi nói. Thêm một cái vấn đề nữa các thầy các cô cũng nên tìm hiểu và nghiên cứu, đó là cái Creative Commons License. Lần trước ấy, thì tôi cứ hướng dẫn các thầy các cô tìm các cái hình ảnh free theo Creative Commons. Thì nếu mà để ý một chút, các thầy cô thấy hiện nay bây giờ rất nhiều website, videos và các tác phẩm ở trên Internet, người ta để các cái ký tự như thế này, các cái biểu tượng như thế này là CC, tức là gì? Ở đây tôi chia sẻ cái nguồn tài nguyên của tôi theo cái điều khoản Creative Commons. Nếu mà để cái biểu tượng này có nghĩa là các thầy cô xài gọi là xả láng thoải mái, chả có cái giới hạn gì cả. Bắt đầu xuống dưới này thêm cái biểu tượng này là attributed by tôi. Khi mà thấy cái này thì tôi chỉ cần thông báo cho cộng đồng biết là cái trang web này tôi lấy từ đường link này, hay là tôi lấy từ tác giả này, tôi không phải là cái người viết ra nó, tôi sử dụng nó mà tôi recognize cái người tạo ra nó, cái công sức của cái người tạo ra nó. Rồi ở dưới này có thêm một cái biểu tượng nữa là share alike, tức là khi mà các thầy cô thấy cái biểu tượng này có nghĩa là cái đoạn phim, cái bức ảnh mà các thầy cô lấy về sử dụng đó, là các thầy cô đừng có dùng Photoshop, các thầy cô đừng có chế sửa nó đi. Đó này. Đấy, rồi xuống dưới này thì nó bắt đầu nó bó buộc hơn chút xíu, đó là các thầy cô không được quyền kinh doanh từ cái clip này, từ cái bức tranh này, hay từ cái học liệu này, cái tài liệu gì đó. Nếu mà các thầy cô dùng để giảng dạy giống như giờ trong trường chúng ta dùng giảng dạy thì ok, rất thoải mái, nhưng mà đem đi kinh doanh thì nó mệt. Nào. Đấy, thì xuống dưới này nữa nó có thêm cái biểu tượng là no derivative, có nghĩa là khi mà chúng ta thấy cái này có nghĩa là người ta không cho phép chúng ta tạo ra các cái sản phẩm phái sinh. Thí dụ như bây giờ tôi lên Internet tôi lấy một cái tấm ảnh nào đấy để tôi đưa vào trong cái video của tôi để tạo ra một cái clip gì đó. Thì trong cái tình huống này tôi đã sử dụng nó để tạo sản phẩm phái sinh, và nếu như thấy cái biểu tượng này thì tôi nên tránh cái tấm ảnh hay là cái video đó ra. Đấy, thì ngắn gọn là tôi giới thiệu với các thầy cô hai chuyện. Một là cái điều khoản gọi là fair use trong luật bản quyền quốc tế. Nhưng mà các thầy cô cũng chú ý nhé, đó là ngay cả trong luật bản quyền copyright law thì ở Mỹ là giữa các bang là khác nhau. Chính vì vậy người ta luôn luôn có một cái điều khoản là luật gì đó thì cũng luôn luôn nó phải tuân theo cái local laws. Cho nên cái mà chúng ta đang nói hôm nay đó là luật bản quyền theo cái cách hiểu, theo cái thông lệ quốc tế, nhưng mà cái thực thi của nó thì nó vẫn phải bị bó buộc bởi cái các cái điều luật ở Việt Nam. Đấy, ví dụ như ở Việt Nam người ta chưa cấm cái nào đó thì có nghĩa là cái đấy nó vẫn chưa có bị coi là vi phạm. Nào, thì trong cái file PowerPoint này này người ta cũng nói tương đối kỹ cái chuyện đấy. Cuối cùng ấy, thì cái luật bản quyền nó vẫn phải comply with the local laws. Rồi tôi hy vọng là sau cái video này thì các thầy các cô có thêm thông tin về cái vấn đề bản quyền đối với các cái nguồn tài nguyên trên mạng chúng ta sử dụng, và các thầy cô cũng sẽ cảm thấy tự tin, thoải mái, mạnh dạn hơn khi phát triển khóa học. Video tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đụng đến chuyện xây dựng các cái câu hỏi trắc nghiệm không nào. Nói chung là khi xây dựng các cái khóa học này thì tôi thấy thoải mái, bởi vì tôi làm khóa học ra phục vụ cho việc giáo dục đào tạo đúng không nào. Và khi mà làm thì tôi cũng sẽ chỉ có sử dụng một cái lượng tài nguyên là đấy hữu hạn thôi. Đấy, thì hy vọng các thầy cô thấy cái video này hữu ích. Cảm ơn các thầy các cô.